điểm 10 mình cho bao nhiêu điểm ạ? 10 điểm, vậy thì em xin bắt đầu từ con số 0 được không ạ? Đó chứ, thật ra là chắc cái nghĩa là ngày hôm nay mình ráng đem tất cả những cái món quà về bài hát mà ok nhất đến cho mọi người. Và mong rằng là ngày hôm nay chắc kia cũng như bên này sẽ khiến cho 1920 có một cái màu sắc màu đêm nhạc thật là tuyệt vời đúng không ạ? Ok, mọi người sẵn sàng chưa nào? Ok. Và bây giờ thì bài hát đầu tiên mà chắc là giờ hai đứa mình thì giờ ai ra quân trước nè? Chắc kia đi. Quả đà. Người lớn rồi đó. Hay quá, có tuổi thì đi trước đúng không ạ? Lúc nào cũng vậy, em nói rồi, bởi vậy đôi khi 8-9 nó cũng có một cái lợi và đôi khi nó cũng khuyết nhiều cái. Thì bây giờ một bài hát mà khi mà Jackie trình diễn cũng đã khiến cho mọi người cũng rất là yêu thích và cũng có một khoảng thời gian viral ở trên TikTok, thì chúng ta sẽ cùng đến với Dẫu Có Lẽ Là. Let's go. Và nếu như mà mọi người thuộc bài hát này thì sao ạ? Hát theo còn không thua. Hát đại luôn giùm em nha. Được chữ nào hay chữ đó. Let's go. Ok, và bây giờ mọi người có thể cho chúng mình hơi nhiều cánh tay nhẹ nhẹ đưa được không ạ? Let's try, let's go! Nói cho anh vì sao em mong ra đi. Hãy nói cho anh những điều từ đâu em giấu. Dẫu anh có lỗi nào, không có em, anh sống sao? Em sẽ tan một ngày. Giấc mơ xưa dần này còn đâu em ơi. Dẫu tha thứ nào mà ta vẫn không còn biết nhau. Và bầu trời em đang rất tỏa sáng, chỉ dẫn cho cuộc tình đang dành cho em. Có biết rằng lâu nay
xui là đuôi.